Dạ, tại em giấu hai mấy năm, lúc đó em ập vô em nói liền thì mẹ em rất là sốc. Mẹ em mới là bỏ ăn bỏ uống cả tháng trời luôn, cố gắng giải thích với tất cả mọi người nhưng mà không có ai mà đồng cảm với em đó. Có nghĩa là nước mắt em chuẩn bị trào ra thì em cố gắng nuốt vô. Và sau đây xin mời cặp đôi khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin mời hai em. Chào hai bạn. Xin chào hai anh chị và tất cả mọi người đang xem Không Ao. Em tên là Phong, em 26 tuổi. Sao đẹp trai quá vậy? Thấy chưa, rõ ràng là chị thích đúng không? Chị là đẹp trai là chị thích. Em xin chào chị Chi, chào Tân. Em tên là Tâm, 32 tuổi. Nghề nghiệp chính của em đó là kỹ thuật viên X-quang. Ở trong bệnh viện? Trong bệnh viện. Lúc trước thì em công tác ở bệnh viện Nhi Đồng 1 gần 8 năm. Nhưng mà gặp sự cố của trời, tụi em dạ, nên, nên bây giờ em đã chuyển công tác. Ngoài ra thì tụi em có làm thêm về kinh doanh. Và em có quản lý kinh doanh của một siêu thị nội thất nữa. Giỏi ghê ha. Còn em? Hiện tại thì em là nhân viên văn phòng chuyên về hành chính của tập đoàn bất động sản. Vừa giỏi vừa đẹp. Dạ chắc tại may mắn đó chị. Duyên số. Nói chung ra là hai người gặp nhau thì chắc là có duyên. Nhưng mà nếu hai người mà đều đẹp thì chắc là hai người đều lựa chọn cho nhau. Em nghĩ là phải có một người tấn công người kia chưa? Không, nếu mà hai người đẹp á, ít khi nào là có chuyện tấn công trước lắm. Một người xấu người đẹp thì cái người xấu sẽ tấn công người đẹp. Còn hai người đều đẹp là hai người đều có cái chảnh trẻ của mình. Phải người kia cũng thích mình thì mình mới thích lại. Còn không là chưa chắc là ai tấn công ai, đúng không? Chị đó không đúng. Thật ra là anh Tâm chủ động kết bạn với em. Mà cái ấn tượng đầu tiên của em với anh Tâm không tốt. Nhưng mà khi tấn công xong á thì... Con này không chịu. Dạ chịu, nhưng mà giống như là cũng không có thích em lắm. Rồi giống như là cua cho được ẩm đi rồi bỏ. Rồi tụi em hại não quá. Làm sao? Vậy là chị đoán đúng rồi, hai người cũng chảnh chẹ với nhau thôi. Lúc ban đầu á, anh Tâm theo kiểu là vừa xấu mà còn vừa chảnh. Chị cảm giác không? Hẹn em đi sinh tố xong, cái là em thấy là cái ông này có vẻ cái cách nói chuyện á chảnh chẹ và hơi thể hiện một chút. Em muốn tấn công thử xem như thế nào. Cứ nói là ví dụ như là anh sẽ không giờ nói yêu em trước cho đến khi chưa đủ thời gian chín mùi. Vậy đó chị. Hai quen là vẫn quen, vẫn đi chơi dạ, với nhau đúng rồi, nhưng mà vẫn kiểu cách. Đúng rồi, vẫn kiểu cách. Rồi cuối cùng làm sao mà hai người dính nhau? Cái ấn tượng đầu tiên á thì là không tốt về nhau vậy. Nhưng mà trong cái thời gian á đi chơi nhiều lần rồi nói chuyện, đối với một người bạn của em thì em rất là chu đáo và em rất là nhiệt tình nữa. Dạ, nên cái lúc từ cái động đó lòng, mà bé nào động lòng với em. Dạ dạ. Nói câu tình yêu, ai nói câu trước? Dạ em nói trước. Lúc trước em cứ tuyên bố mạnh miệng quá, kiểu em nói trước. Những người mà chảnh chẹ như vậy là những người rất mềm lòng. Chị nói cho em biết dạ, trước. Dạ siêu lòng. Thật ra ban đầu nhưng mà không có phải trải qua sự cố á thì chắc cô không siêu lòng. Anh Tâm có chia sẻ với ai được hết. Và hầu như không ai bên cạnh để hỗ trợ anh Tâm trong cái việc đó. Mà em muốn hỗ trợ anh Tâm, giúp anh Tâm vượt qua cái giai đoạn đó. Tại vì nó rất là khó khăn. Sau khi mà em hỗ trợ xong cái vụ đó thì em cũng nghĩ là chỉ dừng lại mức bạn bè thôi. Và em nghĩ là chúng ta nên chấm dứt ở đó. Thì anh Tâm nói là từ lúc đó giờ anh chưa bao giờ nói yêu em một lời nào hết. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh nói yêu em. Sau lúc anh Tâm nói đó thì em nghĩ là cũng đến lúc mà mình cho nhau cơ hội. Sao mà em đồng ý? Cho nhau cơ hội bao lâu? 5 năm. Tương nói gì đi. Dạ, em đâu biết, em thấy yêu. Mà sao chị thấy cưng chăm chăm chết đứng với cái cặp này quá. Chết đứng hả? Dạ đâu có. Từ nãy cưng không nói một lời nữa hết. Để chị nói không, mà chị hôm nay chị khang tiếng. Dạ, tại em thấy cái chuyện tình yêu đó nó hơi nhiều cái cảm xúc cho em á. Kiểu như là em chưa giờ trải qua nhiều cái cung bậc cảm xúc mà nó phức tạp như vậy. Cho anh hỏi cả hai bạn về cái thời điểm mà mình xác định cái giới tính thật của mình á là khi nào? Với em á thì khoảng 3 tuổi là em đã biết em không giống người ta rồi. Cái lúc nhỏ nha, em đi chơi, em đi chợ với mẹ. Thật ra em không bao giờ mà đòi mua xe hoặc siêu nhân. Đòi mua bê hả? Đúng rồi. Thì một cái chi tiết nữa là lúc nhỏ, lúc đó em khoảng 4-5 tuổi thôi à. Có phải anh sớm, anh đó khoảng mười mấy 20 tuổi gì đó. Thì ảnh hay qua nhà của em chơi. Mỗi lần anh đó qua nhà em chơi mà ảnh về làm khóc. Trời, cái gì mới mà 30 tuổi mà mới trai sớm vậy trời. Chắc trời gì vậy? Mà mỗi lần anh đó muốn về là anh đó phải lội xuống sông, lặn dưới sông qua sông thì mới về được. Em thấy anh đó bước ra cửa về là em sẽ khóc. Trời, các anh đó cực với em quá hả? Cái này cũng mà chị cho chị hỏi anh đó đẹp trai không? Em còn nhớ anh đó đẹp trai là hay là bình thường thôi? Anh đó cũng bình thường. Mà là dạ, bây giờ anh đó đã khóc rồi. Một vợ hai con rồi chị. Còn về Tâm thì sao? Về phần của em thì em phát hiện lúc tuổi dậy thì chị, mình cảm nhận được là em không thích con gái. Đi học thì cứ thích nhìn những bạn trai. Rồi Phong có cái rung động đầu đời lúc 3 tuổi thì Tâm bao nhiêu tuổi thì có rung động với người cùng giới? Năm lớp 12 lần. Bạn cùng lớp thì mình nhìn mình thích vậy thôi, nhưng mà đơn phương ấy chị. Yêu đơn phương dạ. À? Ngày nào bạn ấy đi học, bạn ấy ngồi mình nhìn thì mình cảm thấy vui. Còn ngày nào bạn ấy nghỉ học thì mình cảm thấy nó trống trải, cảm thấy nó buồn buồn vậy đó. Có đôi khi mà mình nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý không?
Có không? Dạ không, không dám, không chị dám giấu luôn, giấu tới năm 28 chị tuổi. Chị đã chỉ có ý liền tay. Em cũng đẹp mà, biết đâu nhiều khi em có những cái mà con gái người ta không có làm sao. Em có những cái mà con gái người ta không có làm sao. Dạ, đúng rồi đó, chị. Nhưng chị là tôi tính ra thì cua thẳng tay. Đúng rồi tính sao. Nhưng mà đã sớt được hay không được chị? Được, liền được, tay, liền tay luôn. Chị cua hay nóng cưng, không phải khơi khơi mà nói gì đâu. Mình đi chơi mình lo lắng, mình quan tâm nhiều. Mình lấy được cái tình cảm của ta và mình đi chơi. Mình biết là nhiều khi các anh đó đang bị tổn thương với bánh bèo. Xứng như liền là dính liền luôn, dính liền phải ngay tranh ngay thời điểm, hiểu không? Nhưng mà có nào thất bại không chị? Thất bại thì nói chung yêu xong rồi khi mà người ta gặp gái người ta bỏ mình là thất bại, nhưng cua là cua được nha. Hay thật sự. Biết truyền cho tụi em phải không? Chị mình ơi, người ta yêu nhau rồi đừng truyền nữa. Người ta yêu nhau rồi, truyền cho nhiều người khác, mọi người đang xem nào mà. Tâm có bao giờ thử quen một người con gái chưa? À, có à, em cũng giấu với gia đình nhiều lắm. Tại em là con cháu lớn nhất trong nhà, là cháu đích tôn của nội em á. Tất cả mọi thứ là em đều giấu, em sống khép kín lắm. Nhưng lý do tại sao em quen con gái, em muốn che mắt thiên hạ hay dạ, là em muốn rồi. Làm đẹp lòng gia đình em? Dạ, à, dạ, cả hai luôn chị. Có nghĩa là em không muốn mọi người biết, không muốn gia đình biết. Và muốn gia đình khi nào cũng là hài lòng về em hết. Trong cái thời gian học hay là làm tất cả mọi thứ là em được đánh giá là hiền, rồi học giỏi thế này thế kia nữa. Nên em luôn luôn tạo cái vỏ bọc cho mình trước gia đình. Rồi bây giờ cho anh hỏi Phong về cái việc mà khi nào em come out với gia đình của em về giới tính của mình. Cho đến thời điểm hiện tại á, thì em chưa giờ mở miệng là nói với ba mẹ em come out chuyện đó. Ba mẹ em hiểu và ba mẹ em chưa giờ đề cập những cái việc phải như thế này, phải vợ con các kiểu. Ba mẹ em không đề cập. Nhưng mà có lẽ trong nhà em người mà hiểu nhất vẫn là ba em. Ba em luôn nói với em gái là anh hai như thế nào cũng được, miễn là anh hai hạnh phúc là được. Ba không quan trọng. Vậy là biết rồi, trời ơi. Nhưng mà em chưa từng nói. Em rất là may mắn cho đến thời điểm hiện tại là em gái của em mặc dù mới 15 tuổi thôi, nhưng mà nó rất là hiểu, rất là đồng cảm với em luôn. Còn về mẹ của em thì sao? Dạ mẹ em thì vẫn giống như ba thôi. Có bao giờ em nghĩ là em sẽ ngồi xuống và nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ không? Thì em nghĩ là cũng sẽ đến lúc em phải nói mà chắc sớm thôi. Còn về Tâm thì sao? Tâm đã come out với gia đình của mình chưa? Cái quá trình come out của em là mọi thứ nó rất là khủng khiếp đối với em luôn. Khủng khiếp là sao vậy? Khi mà hai đứa đã quyết định yêu nhau rồi thì có nghĩa là mình phải đương tính đầu đến chuyện tương lai và đương đầu với tất cả mọi thứ. Thì em quyết định là mình về come out với gia đình. Quen nhau tháng 9 2014, thì hơn 3 tháng sau, gần 4 tháng thì Tết ta 2015, đầu năm 2015 thì em về nhà ăn Tết. Ăn Tết xong với gia đình, đến mùng 5 Tết thì em về quê của Phong chơi. Thì em viết lại một bức thư để lại cho cha với mẹ. Về tới nhà của Phong rồi thì em gọi điện cho cha với mẹ là con có chuyện muốn nói với cha với mẹ. Cha mẹ cảm nhận như thế nào thì gọi lại cho con. Rồi ba mẹ đọc bức thư. Rồi sau đấy như thế nào? Dạ mẹ em đọc xong là giống như ngất liền ấy chị. Tỉnh lại là gọi liền luôn. Vừa gọi mà vừa nói vừa khóc. Từ trước giờ con đâu phải như vậy đâu mà sao bây giờ con nói như vậy? Tại vì cái lúc mà biết là em ở chung với Phong á, ở nhà cứ nói là chơi với bạn bị lây phải không? Chứ lúc trước con đâu có cái bệnh này đâu mà sao bây giờ con bị bệnh như vậy? Rồi em nói làm sao với mẹ? Dạ thì em giải thích rất là nhiều, nói là cái đó không phải là bệnh. Dạ thật sự là giới tính của con từ xưa đến giờ là như vậy rồi. Con giấu cha với mẹ thôi, tại vì con muốn là để cho cha với mẹ khi nào cũng vui lòng về con hết, nở mày nở mặt với bà con chòm xóm, cô chú dòng họ trong nhà. Con cố gắng con giấu hai mấy năm nay, hai mươi mấy năm vừa rồi là con sống vì cha vì mẹ vì gia đình. Bây giờ tại vì con sống một đời nên con tâm sự thật với cha mẹ. Con muốn là cha mẹ chấp nhận con, còn những người khác họ nhìn con như thế nào thì mặc kệ họ, con không quan tâm. Giấy không bao giờ có lửa được. Ví dụ như nào mà cho biết từ từ còn hơn là mình giấu hai mươi mấy năm. Chị biết không, có nghĩa là Tâm á, nhờ tình yêu của Phong Tâm mới đủ can đảm để come out nha. Còn nếu không có, Tâm sẽ vẫn giấu em chắc chắn. Có những cách không cần mình phải nói ra mà mình thể hiện, mình để cho người biết là mình vậy. Vấn đề là không phải ai cũng đủ tự tin để thể hiện đâu. Tại vì á, khi mình thể hiện ra, mình phải đối mặt với rất nhiều thứ nha. Mà không phải là lúc nào mình cũng đủ sức mạnh hay là đủ can đảm để mình đối diện với những điều đó. Thì mình thích mình cho người ta biết, người ta hơi hoài nghi đi. Sau này mình nói thật ra, người ta đỡ sốc hơn là người ta cứ nghĩ mình là con trai 100%. Dạ, tại em giấu hai mươi mấy năm, tới lúc đó là cái em ập vô em nói liền thì mẹ em rất là sốc. Mẹ em rất sốc. Mẹ em mới là bỏ ăn bỏ uống cả tháng trời luôn á chị. Cha em là chỉ đút sữa cho uống thôi. Nghĩa là mẹ em ở nhà không có nói chuyện gì với ai, giống như là buồn vậy. Rồi một ngày là gọi cho em cả chục lần, cứ gọi liên tục, gọi là tại sao vậy, cứ hỏi tại sao không, rồi bắt em về. Thì tạo áp lực cho em, nói là bây giờ con nghỉ ở bệnh viện đi, thời gian em vẫn làm như đồng một, thì con nghỉ ở bệnh viện đi, con về đây, cha với mẹ nuôi, cha mẹ dẫn con đi khám bệnh. Nói chung cái thời gian cứ lặp đi lặp lại nhau, sáng em vô em làm trong bệnh viện, nói chung là rất là áp lực, vừa là công việc rồi vừa tình cảm rồi gia đình nữa, mà mẹ em cứ gọi liên tục vậy đó. Thậm chí có nhiều lúc mà khuya cái mẹ em đang ngủ á chị, 2-3 giờ sáng mẹ em ngủ không được, mẹ em cũng gọi nữa, đang ngủ để sáng mình đi làm, 6 giờ mấy 7 giờ mình đi làm này, mẹ em vẫn gọi.
gọi để chất vấn, gọi để nói chung là khi mà mẹ em nói nhỏ không được thì mẹ em lại chửi. Dạ, lại chửi. Vậy là em bị áp lực, rất áp lực trong dạ, thời gian rất, đó luôn. Rất là áp lực. Nên em nói với cha với mẹ là con sẽ về nói chuyện với cha với mẹ một lần, dạ, để cho nó rõ ràng tất cả mọi thứ. Thì cha với mẹ mới gọi cho nội em, cô em, tất cả mọi người trong gia đình, nội ngoại về tập trung ở nhà em, 30-40 người. Dạ, 30-40 người. Thì em về tới nhà xong rồi cha nói con vô nhà đi, rồi mình nói chuyện. Chỉ với nội em, ngoại em, cô, chú, cậu gì ngồi vòng tròn vậy nè. Rồi chất vấn. Giống như ra tòa, dạ, sáng gì. Dạ, tại bản chất là dòng họ nhà em là thật sự tới bây giờ là chỉ có một mình em là giới tính như vậy thôi. Chưa có ai mà gặp phải trường hợp như vậy hết, nên mọi người rất là bỡ ngỡ luôn, nên rất là sốc. Thì chất vấn em rồi nói đủ thứ hết, bắt em là phải về nghỉ làm thế này thế kia đủ thứ. Cái thời gian mà em về đó là em đã nộp đơn vô bệnh viện em nghỉ rồi. Rồi em nói làm sao? Em giải thích, cố gắng giải thích với tất cả mọi người nhưng mà không có ai mà đồng cảm với em hết. Hỏi bây giờ em quyết định như thế nào? Nói bây giờ con quyết định là con sẽ sống với cái tình yêu của con, sống với cái giới tính thật của con. À, nếu như cha mẹ con chấp nhận con thì con sẽ tự xây dựng cái cuộc sống riêng của con. Dạ. Là phải đi ra đi đó. Dạ, không dạ đúng rồi. Ra đi đó. Cô thứ tư của em nói với cha mẹ mà nó nói vậy rồi thì anh chị hai coi như nó chết rồi đi. Trời. Coi như nó chết rồi đi. Nói vậy trước mặt em luôn á. Dạ. Hả? Em buồn lắm chị. Tất cả những lời nói mọi người dành cho em á là em rất là muốn khóc. Nhưng mà trước khi mà về nhà đối diện là hai đứa em đã nói là em phải cố gắng mạnh mẽ nhất có thể, không được khóc, bất cứ giá nào là không được khóc. Tại vì khi khóc thì mọi người sẽ nghĩ là em là một người yếu đuối, ra đời dễ bị dụ dỗ thế này thế kia. Thì em không muốn cho mọi người là cảm nhận em là người như vậy. Có nghĩa là nước mắt em chuẩn bị trào ra thì em cố gắng nuốt vô để em đối phó tất cả mọi người. Rồi mọi người có nói gì không hay về Phong không ta? Có, ví dụ như đại loại là ở chung với Phong như vậy thì em bị lây, bị dụ dỗ vậy. Cha mẹ em còn gọi về cho ba mẹ của Phong nữa, kêu là đừng có quen em nữa, đừng không cho ở chung với em nữa. Rồi lúc đấy bố mẹ của Phong như nào? Lúc mà quen anh Tâm thì em có về nhà anh Tâm một lần. Cái lần đó đi em dỗ thì anh Tâm hẹn rất là nhiều bạn bè ở cùng khóa với lại cùng bệnh viện của anh Tâm về. Thì tới ngày đi về thì không ai về hết trơn, chỉ có một mình em đi về thôi. Chắc là cha mẹ ta cũng sẽ cảm nhận được có một mối quan hệ đó của con mình. Thì lúc mà em đi xong, Tâm mới gọi cho anh Tâm là kiểu là không có cho chơi với em. Cứ là chưa biết là ở chung, chỉ là cho không cho chơi với em thôi. Em biết là anh Tâm giấu em những cái lời mà cha mẹ của anh Tâm nói về em. Ba mẹ của anh Tâm có gọi ba mẹ của em. May mắn một cái là ba mẹ em không nói gì hết. Nhưng ba mẹ chỉ nói với em rằng là ba mẹ anh Tâm có gọi cho ba mẹ và chỉ hỏi thăm vậy thôi, chứ không nói gì hết. Nhưng mà dấu, em biết là có, bởi vì em gái em nói. Em có linh tính không? Là dạ, em có linh cảm gì? Chứ thật ra bây giờ biết là ba mẹ anh Tâm gọi ba mẹ em, chắc chắn là chuyện đó, chứ không thể nào gọi hỏi thăm. Sợ em buồn đó. Dạ, sợ em buồn, với lại sợ em áp lực. Bởi lúc em đang học đại học và gần tốt nghiệp rồi. Mà khoảng thời gian đó em rất áp lực, bởi vì bị rất là nhiều lời ra tiếng vào từ phía gia đình anh Tâm. Trong đó em cũng cảm thấy mệt mỏi. Dạ, em cảm thấy mỏi. Nhiều lúc em muốn là em sẽ để cho anh Tâm quay trở về với nơi anh Tâm bắt đầu, chứ em không muốn níu kéo. Bởi vì yêu nhau mà, yêu nhau phải cố gắng, mà yêu nhau mà mệt mỏi em không có chịu nổi nữa. Em cảm giác rất không chịu nổi nữa.